Thế quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay cho anh em xem từ tốc độ phát triển của áo mai mình hiện giờ tới đâu nha anh em. Với cả hai là mình có nên bấm chặn đọt vào thời điểm này không nha anh em. Thì nói chung thì tùy cây thôi anh em. Cái gì nó cũng thể tùy thôi, không thể nào mà đi theo một cái logic được nha anh em. Thì nó cũng tùy như một số cây, ví dụ như cái đây của mình thì nó phát trước này nha. Để quay lấy nét rõ cho anh em xem tham khảo này. Đây. Đó, như cái cây này thì nó phát triển thì nói chung là khá đều này nhá. Mình sẽ quay xa này. Anh em để ý một cái dáng cây nhá. Ví dụ như là mình sẽ lấy cây theo một cái phong cây, một cái dáng, không phải là cây nào nó ra được như này nhá. Có những cây ấy, nó sẽ ra ví dụ như là nó bị thiếu tay, thiếu đòn á thì mình sẽ ráng chờ đợi thêm ấy. Còn ví dụ như cái đây thì nó cũng gọi là tạm ổn anh nhá, cũng đều đều rồi. Và mùa này thì mình cũng khi lá đã chuyển sang già này, mình cũng sẽ bắt đầu là đi lang thang, đi bấm chặn nha anh em. Bấm chặn bởi vì mình cần một cái lượng là khu vực này nó phải cao lên một xíu này nữa thì mới đạt cây này nha. Còn khu vực này thì nó lại dài, nó hơi dư này nha. Nó hơi dư này. Hôm nọ mình không bấm để mình để cho nó cái cây nó sung. Còn nay thì nó dư này thì mình bấm chặn đi. Đó. Đây anh em có thể thấy này. Đây. Lá thì thôi rồi, lửa bơi luôn. Nhìn nó len keng xé beng nhá. Bấm chặn như này thì cái phong cây nó sẽ đều hơn. Với cả mình bấm như này á thì cái lượng nhựa nó sẽ như này nhá. Đây, chờ xíu. Đây, ví dụ như mình để cái cành này đây thì cái lượng nhựa nó sẽ tập trung nó đuôi vào cái cành này thì sẽ không đẩy kịp bọn này quân đoạn này, đẩy ra không đều anh em. Vì vậy cho nên là mình sẽ bấm chặn một số khu vực mà quá mạnh, mình sẽ bấm chặn đi. Bấm chặn để điểm này đi thì nó sẽ mấy cái điểm đây này nha, nó sẽ bung lên, nó đều, nó kín tan cây. Cuối năm khi mình vặt cành vặt hoa nha, thì cây mình nó đều, hoa mình sẽ đều hơn. Bởi vì không phải là cái cây nào nó ra nó cũng đều tăm tắp anh em. Giống như cái đây, cái cành đây này, đúng ra là cũng hơi dư rồi anh em này. Nhưng mình đợi thêm này, bởi vì mình đợi thêm về tạm thời cái điểm này vẫn hơi trống. Nếu như mà bọn dưới này mà lên mà không đạt thì mình giữ lại. Còn nếu lên đạt thì sang tháng 2 hoặc tháng 3 chứ. Hôm nay là ngày mùng 7 rồi anh em, mùng 7 tháng 2 rồi. Thì nói chung thì cây này thì nó sung quá cho nên là nó đi lá nó dề này anh em. Thì bắt đầu đi tỉa bớt này để cho những cái điểm này anh em khi nó ra này. Ví dụ như cây tán của mình là nó phải đi theo hình này đúng không anh em. Thì những chỗ đây là trống này thì ít hôm nữa có khả năng sẽ bấm chặn tiếp cái đoạn này để cho cái lũ này nó phi ra cho đều. Đó cho nên là cây mai vào mùa này thì cũng bắt đầu đi kiểm tra rồi nha anh em. Xem thử cái cành nào mà nó không đạt á. Còn như cây đây thì đây mình sẽ quay anh em xem này. Như cái đây thì tạm thời cũng khá đều đều rồi. Ví dụ như mà cái cành này nó đâm xuống này nha. Như cái cành này thì nó đâm xuống này. Thì đáng nghe là cắt đi cho nó thoáng này. Nhưng mà trên thực tế thì mình có thể đợi thời cơ. Ví dụ như ở điểm trên này mà nó thiếu thì mình sẽ vắt cái cành này lên trên này. Vắt cành này lên trên này cho nó đạt cái cây anh em. Cho nó kín tàn, màu kín tàn dễ chơi. Đó, nên là cái này thì mình sẽ giữ lại. Thời gian này thì sẽ đi manh me những cái cành nào mà phù hợp, và như cái tay cành nào mà nó không phù hợp thì mình cắt bỏ đi. Rồi khi cành nhánh ra nhiều thì mình sẽ làm áp dụng cái phương pháp đấy nhé. Nói chung thì mùa này là sẽ xử lý tùy từng cây nha anh em. Ví dụ như cây đây này thì anh em để ý này, cây đây thì nó già lũ này, thì cái vết dưới đây thì nó phát triển rất mạnh này, cành rớt này, đây là cành bay của nó phát rất mạnh nha anh em. Nhưng cái cành lên này, cành lên thì nó bị hơi yếu này nha. Bây giờ mình luôn phú này, mới cả hai là cái vết ghép này ngày xưa không biết là anh em họ ghép ấy, nhưng mà cái vết ghép này nhìn nó hơi thô, nó không có độ liên kết đẹp anh em, cho nên là cái cành này sẽ bị yếu này. Thì đương nhiên là thời gian này mình sẽ tiến hành là tẩy những cái cành rậm rạp này đi, bởi vì nếu như không tẩy này anh em thì nó nhựa cái cây này sẽ đẩy lên là cái nó sẽ nuôi hết cái khu vực dưới này mà nó sẽ không đẩy nổi lên trên anh em, bởi vì ở dưới nó đẩy nó trao dồi chất dễ hơn cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây của mình rất là nhiều. Vậy cho nên là mình sẽ tẩy bớt. Như cây đây thì nói chung là cây này khá rậm rạp. Cây này anh em để ý này, cây này nó ra cái chùm này khá rậm rạp thì sẽ phải tẩy bớt đi. Một cái số cành mà không cần thiết thì mình sẽ bỏ. Còn số cành nào mà cần thiết thì mình sẽ giữ lại để cho nó nhựa nó lấy, nó nuôi lên cái bản thân cả cái cành ốm này nha, cho nó kịp cho đều. Thì đương nhiên mình quay này thì anh em sẽ thấy là sao quả bác là lá ra nhanh thế mà quả em chưa ra kịp. Thì cũng không phải nha anh em, mình cũng có rất nhiều cây thì bây giờ mới cũng đang lơm chớm thôi đây nha. Cây đây là cây huyết long.
Bọt đỏ đây, huyết long. Hoa bông thì nhiều nhưng mà hoa thì nhỏ. Hoa thì nhỏ, cây giống này giống huyết long. Cho nên là nó phụ thuộc tùy từng cây. Mùa này thì chăm sóc, mai thì nói chung thì anh em lên đi xem xét những cành nào dư thừa, chỗ nào thiếu tay thiếu chi thì ta sẽ bấm chặn để giúp cho những cái cành khác nó phát triển nó đều hơn anh em. Như cái đây thì tạm thời bây giờ cũng chưa biết kìa, bởi vì cái dáng này là nghe hơi căng hơi nghiệt rồi anh em. Thì anh em nhìn có thể thấy này, đó cái dáng này của nó thì cũng đều, nên là bây giờ cành nhánh vẫn chưa đầy đủ thì mình cũng chưa tiến hành xử lý tỉa. Ví dụ như bây giờ anh em đấy mà chỗ nào rậm thì anh em tỉa bớt đi. Thì nói chung về phân bón á, thì mình có chia sẻ rất nhiều video rồi. Quả mình thì chủ lực là đi phân hữu cơ là chính thôi nha, chủ lực là hữu cơ. Đây như cái này thì họ mới gửi được chưa được 1 tuần anh em, gửi hôm đầu tháng này, ngày mùng 2 này. Thì cái này nó vẫn chưa ra kịp này, chưa ra thì hôm nay mới mùng 7 thì chưa ra đâu nha. Cái này mới có xuống lá cũ thôi, rồi chờ nó bung thêm anh em. Còn như cây nói chung là nó cũng lung côn anh em, không phải cây nào cũng ra được đâu. Bởi vì như cái đây cũng chưa ra này, bởi vì có một số cây mình xả cành nó muộn á. Thường thường mà khi xả tàn mai thì khoảng tầm từ 7 ngày cho đến khoảng tầm là 20 ngày nó sẽ ra mầm nha. Nhưng đương nhiên là sẽ có một số cây lâu hơn. Ví dụ như cây này mình xả từ hôm mùng 8 này nha. Hôm nay cây này từ hôm mùng 8 mà hôm nay là bao nhiêu ta? Nay là mùng 7 rồi. Nghĩa là cây này giáp tháng này, này nha. Anh em để ý giáp tháng nó mới được cái mấy bo này. Nhưng mà khi cái tốc độ lớn như này rồi, khi nó ra này rồi thì nó sẽ phát lên rất là nhanh nhá. Nó lên rẹt 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 rẹt, cho nên là anh em cũng yên tâm là không có lo lắng là mình sẽ không kịp nha. Bởi vì khu anh em khác, còn khu mình khác, khu mình thì mình hay lấy cái dàn lá đầu tiên này để mai mốt mình làm đủ cái dàn lá đây này, cho nên là mình sẽ chăm kỹ hơn. Đây như cái cành này thì anh em thấy là rapo là nó dư dài này thì cắt bỏ đi. Nói chung thì mình hay đi tỉa lắm anh em, mà với một số cây thì không phải cây nào cũng ra đâu. Như cái đây thì bắt đầu lớp chớm đang bung này, đợi mấy bữa nữa cành nào ra mạnh nhá thì mình sẽ khống chế cành đó để bù trừ cho những cái cây mà nó đã yếu anh em. Đây này, ví dụ như đây này, mình sẽ ví dụ như cái đây này, ví dụ như cái đây thì mình còn thiếu một tay đây này, một tay đây để mình lượn đây mình lấp lấp cái điểm trống đây, thì mình còn thiếu một tay đây thì mai mốt mình sẽ nuôi cái bo này kéo giật xuống, cho nên là tạm thời cái bo này không chặn anh em, để cho nó dài tự nhiên này, rồi mai mốt mình đưa dây cho mình vặt xuống. Còn như cái này thì gọi là đèo tán anh em, tạm gọi là đèo tán này. Thì cái như cái đây thì cứ 200 thôi, rồi chỗ nào rậm thì mình tỉa bớt, và chỗ nào mà dư khỏi phong cây mình nhiều quá, ví dụ như là mình dự án là mình sẽ lấy từ đây từ điểm này ra điểm này khoảng tầm là 10 phân nữa đi, thì mình sẽ cắt theo một cái kiểu theo một cái dáng của cái cây, thì cứ dưới này mà ra nhanh quá thì mình bấm bớt, mà trên này ra nhanh quá thì mình sẽ bấm bớt, thì để cho nó ra nó đều anh em, nó đều quanh giống như mấy cây kia. Đây này nhé, như cái này thì nó sẽ đều quanh hơn này, nhìn nhìn nó đều cây hơn. Thì sau này khi vô bông vô hoa, đây cái này thì mình đang sửa thôi nhé, khi vô bông vô hoa thì cái cây nó ra nó sẽ đều đều tán hơn. Ví dụ như những cái điểm đây này thì mình sẽ kéo, nói chung là mùa này thì phải đi xem xét cây anh em, sửa nó sao cho nó đều tán đều nhánh, chứ nếu không là để cứ bất kỳ một cái vị trí nào, một cái vị trí đây đi mà nó rậm rạp mà nó phát triển cực mạnh thì nó sẽ ép những cái vấn những chỗ khác anh em, ép những chỗ khác nó sẽ phát triển không mạnh được, bởi vì chỗ này nó hút hết nhựa và dinh dưỡng nó trao đổi chất nhanh nha, cho nên là chỗ này sẽ nhanh hơn. Vậy cho nên là cái chỗ nào mà phát triển quá nhanh mà anh em cảm thấy không cân cây thì đem đi tỉa bớt nha anh em. Mình nói tỉa bớt vậy thôi chứ cũng còn tùy cây. Chứ còn như mấy cái cây mà đấy, mấy cây này bây giờ bắt đầu đang bung đấy anh em. Tiện quay cho anh em xem này, hôm nay cũng mùng 7 rồi. Cây này thì bung ra khá mạnh rồi, cây này thì bung đều cây rồi. Thì chỉ chờ thêm một thời gian nữa xem thử chỗ nào trống, chỗ nào kín thì vứt bỏ thôi. Cây này thì cũng vậy anh em. Đó, em mùa này thì chủ lực là đi bấm cành. Cành nào mà đâm ngược lại thân này thì ta bấm này. Cành nào mà dài quá thì đang bấm này, bấm chặn vì cho nó đều cây nha. Rồi, video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Nói chung thì chăm sóc mai thì nó cũng khó và nó cũng dễ nha. Nói chung là dễ ở điểm là các anh em cứ tránh vấn đề phạm phân, phạm thuốc thì là cây mai của anh em không khỏe bằng người ta nhưng vẫn có bông hoa chơi thoải mái. Còn nếu mà anh em bị phạm phân, phạm thuốc thì nói chung là mình nói thật là phạm phân, phạm thuốc đã suy mất rồi. Thì rất là khó chăm vực lại nha anh em. Rồi xin tổng chào toàn thể quý vị.